Đây các bạn, đây là món mình order đây. Tôm hùm đây. Cá và 2, 4, 6 con tôm nướng mọi người. Có một củ khoai này, đi kèm với tôm. Hello mọi người, thì ngày hôm nay mình đang ở Red Lobster. Thì tranh thủ trước khi Red Lobster họ đóng cửa luôn tất cả những tiệm còn lại mọi người. Tại vì bây giờ là họ đang khai phá sản rồi, cho nên mình phải tranh thủ đi ăn thôi mọi người. Để mai mốt họ đóng cửa là mình không thể nào ăn tiệm này nữa. Đây là tiệm Red Lobster nè mọi người. Đây kìa, ba anh em đang chụp hình làm kỷ niệm. Tại vì mai mốt không biết là tiệm chỗ mình nó có đóng hay không thì mình không biết. Hiện tại bây giờ thì Red Lobster họ đã khai phá sản rồi, cho nên mình phải tranh thủ mình đi ăn thôi. Thì Red Lobster có nhiều món rất là ngon mọi người. Đây Red Lobster đây. 2 phút con đi ăn Red Lobster hả? Let's go con. Không biết thì có ai giống như mình không? Thì rất là thích Red Lobster mọi người. Nhưng mà rất tiếc là họ sẽ đóng cửa trong tương lai. Nhưng mà chỗ các bạn thì có bị đóng hay không thì mình không biết. Nhưng mà chỗ mình hiện tại bây giờ vẫn chưa đóng mọi người. Thì mình hay tin là đã đóng đâu mấy trăm tiệm trên nước Mỹ rồi. Thì bạn nào mà thích Red Lobster hoặc là có những kỷ niệm với Red Lobster thì có thể comment bên dưới nha mọi người, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Đây có những nơi là Red Lobster bây giờ họ đã đóng rồi mọi người, đóng vĩnh viễn luôn rồi. Red Lobster thì họ mở cửa năm 1968 rồi mọi người. Biết bao nhiêu năm rồi mà bây giờ vẫn phải bị đóng cửa mọi người. Ngày hôm nay vô thì mình đợi khoảng 15 phút là tại vì họ không có đủ người làm mọi người. Đây, bên đây hàng ghế vẫn trống nhưng mà họ không có đủ người làm, cho nên bắt buộc chúng ta phải đợi thôi, không có người phục vụ mọi người. Bây giờ mình đã có bàn rồi đây, bây giờ đang vô. Ngày hôm nay chủ nhật thì họ cũng không đông mấy mọi người. Đây các bạn, đây là menu của họ nè. Menu này là menu đồ uống nha mọi người. Đây là menu đồ uống và đây là menu mà tôm này. Họ có cái menu này nè. Thì ai vô đây cũng thích ăn món này, chính vì ăn món này mà họ bị phá sản. Đâu rồi? Ủa cái tôm đó giờ đâu còn nữa hả Bảo? Hả? À, không còn bán nữa nè hả? Bây giờ họ lấy cái tôm nó xuống rồi mọi người. Thường thì họ có một cái menu là mình có thể ăn tôm bao nhiêu cũng được. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Đây là cái menu chính của họ nè mọi người. Đây là những món mà người ta bán chạy nhất. Thì họ để một cái tờ giấy riêng gì cho chúng ta biết nè. Thường thì những cái món mà họ ăn nhiều nhất thì họ sẽ để một cái menu riêng vậy nè mọi người. Hoặc là cái món mới của họ. Này thì nó có tôm hùm nè, tôm nhỏ và cá. Ở trên đây thì mình ăn cua, tôm. Ở Phúc ăn cua không con? Và bên đây là những cái món mà khai vị của họ nè mọi người. Ở dưới đây là món tôm hùm. Đó là Lobster Shrimp Love Dream. Hai con tôm hùm và một dĩa tôm nhỏ với mì nè mọi người. Ở đây thì họ có bán cua. Cua này thì mình order một phần cua riêng nè. Yeah, họ lấy cái menu ăn bao nhiêu ăn tôm xuống rồi. Chính vì cái menu mà ăn bao nhiêu ăn tôm họ bị bankruptcy mọi người. Đó có. Oh yeah, vẫn còn menu đó đây mọi người. Họ chưa lấy xuống. Tức là tôm này thì mình ăn bao nhiêu ăn nhưng mà 25 đô một lần mọi người. Chúng ta có thể order những cái loại tôm khác nhau nè, mọi người thấy không? Order ăn bao nhiêu thì ăn, chỉ 25 đồng. Oh, now just Monday only? Yeah. Oh, bây giờ chỉ có thứ hai thôi mọi người. Mỗi bữa thì họ không có cái ngày. Thì mình đọc báo là vì cái món này mà họ bị phá sản nè mọi người. Đây ai cũng vô ăn món này hết mà không order những món còn lại. Thường thì chúng ta vô ăn thì họ sẽ cho chúng ta ăn cái bánh mì này nè. Họ sẽ đem bánh mì này ra cho chúng ta ăn. Bánh mì này thì nó rất là ngon mọi người, rất là mềm. Mì này là họ chét bơ tỏi ở trên nè mọi người. Mời mọi người ăn nha. Nó rất là mềm mọi người. Bên ngoài thì nó giòn giòn. Họ chét bơ tỏi bên trên nè. Bên trong rất là mềm.
Ngon. Bánh này là ăn là ghiền á. Nhưng mà ăn ít thôi. Ăn nhiều một lát là no, không ăn món chính được đâu. Ăn cái này là ok. Ăn thêm cái rồi sẽ bị ngán. Bỏ mà ăn. Ai? Món này thì là rất là đặc biệt, là 36 đô nè mọi người. Đây 36 đô thì trong đây họ có một miếng cá, một miếng tôm và một miếng tôm hùm. Và 5 con tôm nhỏ nè mọi người, và một củ khoai với broccoli, bông cải. Bên dưới thì có cơm. Món trên đây thì có tôm chiên nè, tôm tỏi bơ. Món này là hồi xưa giờ trên menu luôn nè mọi người. Mình đi ăn cái này Great Lobster rất là nhiều lần, và hồi đầu tiên qua Mỹ thì đã có món này rồi nè. Món này 39 đô. Here you go. Em giờ cái nóng này qua anh kia đây, nó để trên giữa. Xin rồi. Thank you. I think we're ready. Yeah, let's order. We'll go here first. Well, no, go here. Can I get the And for your sides? Go here for me. I can do this one for me. Đây các bạn, đây là món nấm nãy mình order đây mọi người. Món khai vị đây. Nấm này làm gì ta? Tôm đúng không? Đây nè mọi người, nấm. Ok, giờ mình sẽ ăn thử nha. Ngấp anh miếng. Nó hơi khó gấp á. Ngon không? Hồi xưa thì vô đây họ cho cái này là bằng miếng vải, miếng khăn mọi người. Nhưng bây giờ là cho miếng giấy. Ok, bây giờ mời mọi người cùng ăn thử nấm với mình nha. Đây mọi người, nấm đây. Bên trên là sẽ là khăn. Bên trên họ làm giống như là tôm vậy mọi người. Đây là cái nấm nè. Nấm nó ngọt cực kỳ luôn. Cái tôm bên trên thì nó mặn mặn. Ngoài ra họ có ớt xanh bên trong mọi người. Ngon. Hầu như là cái nhà hàng Mỹ nào cũng có món này cả. Cái bánh này nè mọi người, khi mà chúng ta vô đây ăn, chúng ta muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ăn hết thì họ sẽ đem ra, ăn hết họ sẽ đem ra. Một lần họ đem ra thì đủ với số người trên bàn mình đang ăn. Đây. Bánh rất là giòn, nhìn rất là hấp dẫn nè mọi người. Mới. Ok, bây giờ đồ ăn đã đưa ra rồi đây các bạn. Wow. It's hot. Be careful, Khang. Thank you. What you got? Where is it? The small one? Tartar sauce. Thank you. And then I'm going to go get Persian. Okay. Wow, có cái gì bạn? Cá với cái gì? Cái nhỏ nhỏ đó là cái gì vậy? Đâu được bạn thử miếng. What is it? Đây các bạn, đây là món mình order đây. Tôm hùm đây. Cá và 2, 4, 6 con tôm nướng mọi người. Có một củ khoai nè, đi kèm với cơm. Ngoài ra thì có thêm cái bắp cải nè. Bắp cải và bông cải nhỏ họ nướng nè mọi người. Giờ mình sẽ ăn thử món này trước nha. Mời mọi người. Bông cải họ nướng bên ngoài rất là giòn, bên trong vẫn còn mềm, thêm cái sốt chua ngọt trên đó mọi người, ngon. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn thử này nha. Cơm đi. Lobster, tôm, cá,
Cái cơm này thì họ có bơ trong đây mọi người. Có hành lá nữa nè. Mình ăn sẵn miếng cá nè. Cá họ rất là tươi mọi người. Không một miếng tanh luôn, cá này. Đây là khoai nè mọi người, khoai nướng. Did you know that the broccoli is too 150 calories here? Yeah, but it's good for you. Healthy though. Why the orange is all dirty? Cái cá họ rất là tươi mọi người, ăn không một miếng mùi tanh luôn á. Còn cái khoai thì họ nướng nguyên củ mọi người, cái vỏ bên ngoài nó giòn á. Đây các bạn, đây là cái tôm hùm nè. Họ cắt ra giống như hình bóm à. Cái cơm này thì họ bỏ chung với bơ với tỏi mọi người. Còn khoai thì họ nướng nguyên củ luôn, nhưng mà ở trong thì vẫn còn cứng cứng, không có quá mềm mọi người. Nó vừa chín tới à. Rồi mình sẽ ăn thử tôm nè. Ngon. Tôm này họ nướng với bơ thôi mà không có tỏi gì hết. Nướng cho nên cái vị của tôm nướng nó khét khét nhưng ngon, nó thơm. Giờ mình sẽ ăn cái thử cái tôm hùm của họ này. Tôm hùm ở Mỹ thì họ không có ăn đầu nha mọi người, họ chỉ ăn mình thôi. Họ nướng với bơ rất là vừa ăn mọi này của họ rất là tươi. Mình ăn thì mình thấy cái vị dai tươi nó mà. Ok các bạn, sau một hồi ăn thì bây giờ đã ăn xong rồi. Thì ngày hôm nay chủ yếu đi để quay cái video này để làm kỷ niệm mọi người, để cho nhớ về Get Lobster. Nếu lỡ giờ họ có đóng cửa vĩnh viễn luôn thì sau này nói
nói cho mấy đứa nhỏ, mấy đứa con nhà mình nó còn biết là Red Lobster là gì mọi người. Ok, thì thôi video này mình sẽ kết thúc ở đây nha. Hy vọng là các bạn sẽ thích video của mình. Nếu thích thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, bye. Sao bị mờ á? Ôi, ra ngoài lạnh nó bị mờ á. Léo lạnh chưa? Oh no, mờ kiến của con rồi. I know, camera của ba ga nó cũng bị mờ. Ok, bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye, bye Phúc. Yeah, say bye. Bye bye, bye bye, bye bye.